Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường chủ trì hội nghị. Về phía quân khu 5 có Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất, Phó Chủ nhiệm Chính trị quân khu. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững sự ổn định về chính trị, làm nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tiếp tục được tăng cường, lực lượng vũ trang thành phố được chăm lo xây dựng vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng xác định trong năm 2024 cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp, các ngành và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc, củng cố an ninh quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội. Lực lượng vũ trang thành phố có nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ vững chắc, tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng kịp thời xử lý các tình huống, tổ chức tuyển gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ. Lực lượng vũ trang thành phố và quận huyện có biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị cho cán bộ, triển khai hiệu quả các mặt công tác, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.